Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video xe điện motor điện. Ở video hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ phụ tùng làm xe 4 bánh sử dụng bộ càng chữ A đằng trước. Bộ này có sử dụng là 3 phanh dầu. Càng chữ A loại lớn có điều chỉnh độ trụm nghiêng của bánh xe. Càng trục sau thì sử dụng dạng trục ATV liền trục không vi sai và có phanh đĩa, nhông xích, gối bi. Hệ thống thước lái và vô lăng thì trong cái video này thì cái vô lăng bên mình nó đang hết hàng tạm sử dụng cái vô lăng này. Còn đối với các bạn đặt hàng vẫn có vô lăng bình thường như trong những cái bộ ATV mới bán. Một chân ga, chân phanh, các loại ốc. Trong cái bộ này thì có sử dụng hệ thống bánh là bánh trừ 8, loại dùng cho bánh xe gôn. Loại bánh này thì về cái chất lốp và chất vành thì nó tốt hơn hẳn so với cái dòng bánh chuyên làm xe ATV. Đây, cái bánh của nó có thông số là 18 x 8.5 trừ 8. Đấy. Cái bánh này mắc loát của nó lên tới 455 kg một bánh các bạn nhé. Đấy. Đây, 455 kg một bánh này. Cái bánh này thì nó hay nắp ở trên những cái xe gôn cho nên là cái chất lượng bánh của nó là khá là ok. Đấy, không phải như những cái dòng chuyên nắp cho bánh ATV, lốp nó rất là mỏng manh và tải thấp. Đấy, bộ này thì có cải tiến lên một cái tổng phanh này là tổng phanh chân và dùng cho một lúc là 3 cái cụm heo dầu và vẫn sử dụng hệ thống lái bình thường. Đối với cái dòng ATV thì cái cụm Meyer chữ A này nó không thể sử dụng đĩa lớn được. Nó không thể sử dụng cái đĩa lớn được bởi vì những cái đĩa lớn thì khi cho vào những cái lòng vành bé thì nó sẽ bị vướng, không sử dụng móc thước lái được. Thường thường nó sẽ vướng cái tay này. Đấy, cho nên là nó phải làm tay ngắn đi và đĩa nhỏ lại. Bộ này thì vẫn như những cái bộ ATV khác thôi, vẫn đầy đủ tay. U đây là U bắt giảm chữ Y giảm sát chữ A này. Đây là những cái bộ U để bắt chữ A. Chân phanh thì vẫn sử dụng, đây là chân ga, đây là chân phanh. Chân phanh này sẽ được ép vào cái ti dầu phanh chân. Bộ giảm sóc thì ở đây là giảm sóc kép. Hai lò xo rất là chất lượng. Các bạn nào làm thì có thể đã từng biết qua cái bộ giảm sóc này rất là chất lượng. Đây là bộ càng chữ A. Càng chữ A này là chữ A loại lớn, có hai tai để điều chỉnh độ cao thấp của cái chữ A, độ nghiêng cao nghiêng thấp. Đây, đây là cái khớp lối từ thước lái lên. Khớp lối này có thể thay đổi, các bạn có thể hàn thêm dài ra cũng được. Đấy. Ốc thì rất là đầy đủ. Ốc xuyên qua chữ A này. Đấy. Ốc xuyên qua giảm sóc này. Những con ốc ngắn này để bắt những cái mặt bích nhông xích này. Và có cả những cái chốt trẻ này các bạn này. Đấy, chốt trẻ này mặc dù nó không đáng bao nhiêu nhưng nó lại rất cần thiết và nó rất chuyên nghiệp hơn các bạn ạ. Đây là bộ gối bi. Các bạn có thể sử dụng hai gối bi hoặc các bạn có thể sử dụng 4 gối bi nếu như các bạn có ý định cắt cái trục này ra để chuyển động đơn chiếc. Còn trên những cái mặt bằng sân cỏ hay là mặt bằng cắt lầy thì đường đồi thì có thể sử dụng hai bánh cùng một lúc là rất phù hợp. Đây là cụm dầu ở đằng sau.
Đấy. Cụm dầu này thì được trang bị cái sợi dây dầu dài 1,5 m, có để kéo về đằng trước. Bên mình có cả loại dây dài 2 m nữa, nhưng mình nghĩ là dây dầu 1,5 m thì cũng tương đối là đủ rồi. Đấy, nhưng các bạn nào có yêu cầu thì thay dây dài hơn thì mình sẽ thay lại dây dài hơn. Ở đây thì bộ này mình chỉ trang bị hai giảm xóc ở phía đằng trước. Còn các bạn nếu mà có nhu cầu giảm xóc đằng sau thì xin vui lòng liên hệ để bên mình cung cấp thêm, và giá tiền sẽ tính là 4 giảm xóc. Còn ở bộ này là bộ 2 giảm xóc. Bản nốt là rộng 22 cm, bản nốt trơn. Và đây là xin nói với các bạn là một lần nữa là nốt xịn nhé. Nốt xịn, tải trọng nốt của nó rất là cao. Và chất vành thì rất là tuyệt vời. Chất vành được sơn dạng như kiểu là sứ ấy. Đấy. Chứ không phải là dạng mộc như những cái la răng của thằng ATV bình thường. Nó là hàng của xe sân gôn cho nên mọi thứ đồ của nó rất là chất lượng. Có khả năng là 4 cái bánh này còn nhiều tiền hơn cả một cái bộ phụ tùng này. Đây, đây là tổng dầu 4 này. Tổng dầu này được sử dụng cho 4 bánh, nhưng trong cái bộ này thì mình sử dụng cho 3 bánh thôi. Một bánh đằng sau và một cổng đằng trước chia đôi. Các bạn là nhìn tổng nó có 2 cổng, có tổng 1 cổng mà loại to thì nó là tổng đôi, còn tổng 1 cổng mà loại nhỏ thì nó là tổng đơn. Đấy, đối với những cái tổng ATV thì các bạn ở trên mạng hay quảng cáo thì những cái tổng nó bé thôi. Các bạn xem video của mình thì nhớ ấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo. Cái việc đăng ký kênh thì nó hoàn toàn miễn phí. Còn bật chuông thông báo thì nó có cái mục đích là khi mình đăng những cái sản phẩm mới lên thì trên YouTube nó sẽ gửi về cho các bạn một cái thông báo về cái video mới ra. Đấy, các bạn sẽ rất là tiện dụng để theo dõi. Kênh phụ tùng của mình thì lúc nào cũng rất là đầy đủ đồ. Tất cả các bạn đã đến nhà mình lấy hàng thì đều biết phụ tùng rất là sẵn và lúc nào cũng đủ nhiều phụ tùng để cho các bạn lựa chọn. Ở đây mình có mang ra một cái tổng phanh dầu của dòng ATV, tổng đôi của nó đây các bạn này. Các bạn so sánh nhé. Đấy, cái tổng 4 bánh của mình nó rất là to. Và cái đường kính xi lanh ở trong nó cũng lớn hơn. So với cái tổng đôi của ATV này thì nó lớn hơn rất là nhiều. Cái tổng phanh nó to thì nó phanh nó sẽ có tạo ra áp lực phanh lớn hơn. Và mình dễ ép dầu hơn là những cái phanh nhỏ. Đối với những cái dòng phanh nhỏ thì việc ép dầu là phải thật chuẩn. Nếu như các bạn ép lon dầu là phanh chứ không ăn. Cách ép dầu này thì cũng khá là đơn giản thôi. Mình sẽ làm một cái video khác về cách ép dầu phanh để cho nó căng phanh và trùng phanh. Hoặc là các bạn có thể tham khảo thêm ở một số cái hiệu xe máy, người ta cũng đều làm được cái việc đấy. Các bạn không nên tác động cơ khí vào những cái bộ phanh này. Nó khi người ta sản xuất ra nó hoàn toàn là rất là chất lượng, ít khi bị lỗi. Đấy, cho nên là khi ép dầu không ăn thì các bạn nên xem lại.
Nhiều khi nó lẫn bọt khí ở trong phanh thì mình ép phanh thì khí nó lén lại chứ má phanh thì nó không bung ra, không đủ lực. Đấy. À, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh chúng tôi. Nhớ ấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo. Mọi thắc mắc về kỹ thuật và giá thành sản phẩm, các bạn vui lòng comment ở phía dưới video.